Độc giả trả lời những câu hỏi đố vui thú vị, thử vận may với vòng quay quà tặng, vỡ òa khi nhận được phần thưởng hấp dẫn. Đây là không khí nhộn nhịp vui tươi ở gian trưng bày của báo Thanh Niên tại Hội báo Toàn quốc 2024 diễn ra trên đường Lê Lợi, đoạn giữa đường Vaster, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hàng trăm sinh viên đến từ các trường VOV College, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Văn Lang, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, trường Đại học Kinh tế Tài chính, trường Đại học Hoa Sen đã ghé thăm gian hàng, check-in và tham gia các trò chơi nhận thưởng. Em thấy trò chơi nó khá là vui và nói chung là anh chị cũng rất là hỗ trợ nhiệt tình để mà mình có thể có được phần quà và hiểu thêm về thông tin về báo Thanh Niên ạ. Lần đầu tiên thì em đầu tiên tham gia những cái hội như kiểu này và trong đầu em hồi xưa giờ thì kiểu rất ít biết về báo, thì sau khi tham gia này thì em cũng biết được là có rất là nhiều tờ báo cũng đa dạng và mỗi một tờ báo thì có một cái chuyên đề khác nhau và cũng rất thú vị ạ. Dạ, gian hàng của báo Thanh Niên là một gian hàng nhìn rất là bắt mắt và đã thu hút em đầu tiên là bởi cái vòng quay trò chơi. Em thấy mọi người tập trung chơi trò chơi khá là thú vị và em quyết định tham gia thử. Và sau khi mà tham gia được trò chơi, cảm nhận được sự nhiệt tình của anh chị thì em còn được nhận phần quà đem về. Có khá nhiều phần quà ấn tượng như là bình nước, ly sứ, và anh chị cũng khá là dễ tính khi mà em rất là thích cái cuốn sách về Hà Nội, và em đã xin phép anh chị được phép đổi phần quà đó và anh chị đã đồng ý. Em cũng khá là rất là thích khi mà có được điều này. Qua cái chuyến đi lần này thì em nhìn nhận được rõ hơn về báo chí Việt Nam cũng như là sự phát triển của báo chí Việt Nam trong năm 2024 này. Và khi mà nhìn thấy xung quanh mọi người nâng cấp hơn trong cái trang báo của mình, cũng giống như là đội ngũ biên tập viên, phóng viên của các báo. Ngoài các bạn sinh viên, nhiều độc giả với đủ mọi lứa tuổi cũng hòa mình trong không khí sôi động của các hoạt động và gian trưng bày của báo Thanh Niên. Một số độc giả còn được báo Thanh Niên tặng sách báo xuân miễn phí. Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, Hội báo Toàn quốc 2024 có 112 gian trưng bày của hàng trăm cơ quan báo chí, các cấp hội, cơ sở đào tạo báo chí. Đồng thời, có 64 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm có thương hiệu, mang đặc trưng về văn hóa của địa phương, đến từ 50 tỉnh thành phố khắp cả nước. Đây là ngày hội lớn của những người làm báo trên cả nước với chủ đề tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo, nhân văn, tin cậy.